có báo động. Đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang bảo vệ trị an và phục vụ chiến đấu. Con nơi chiến trường xa phải hy sinh vất vả một phần, thì người mẹ ở hậu phương lại hy sinh chịu đựng gấp ngàn lần. Có sự chịu đựng nào ghê gớm bằng sự chịu đựng của mẹ khi trải qua bao năm tháng mẹ vò võ tựa cửa chờ chồng chờ con, để rồi ngày chiến thắng huy hoàng có những vết thương không lành.
trong mùa nắng sao vàng rừng có tung bay rộn ràng bao mây say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ta nghe như vang tiếng vang hồ dậy từ non sông sao rừng sống nay bác vui vơi hồi toàn dân Thank you.